Chào các bác đã trở lại với kênh Việt TV. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món là bẫy gà rừng để cho các bác xem. Và với cái bẫy thì cực kỳ đơn giản luôn. Hiện nay mình đang đứng ở trong cái rừng tre trúc như này, và đây thì tiếng gà rừng gáy rất là nhiều bên phía trên kia. Thế thì nóng thật, thời tiết rất là nóng. Chiều gà sẽ về ổ rồi nhưng mà nó đang gáy ở trên này, chắc chắn là sẽ có tổ trên này. Chút nữa thì mình sẽ kiểm tra bẫy xem là chúng ta sẽ bắt được con gà rừng này không nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh và nhớ cho em một like. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Rất đơn giản và hiệu quả. Cho bác xem. Trên này thì nghe tình hình là có gà rừng, nên là mới lên đây để đi tìm. Đây là một rừng tre, gà rừng hay ở đây lắm, có cả trong tre lửa ở rừng này khá nhiều. Quay toàn cảnh cho các bác xem nhé. Dụng cụ của chúng ta rất đơn giản, có một cái dây này ra móc, một cái móc đoạn dây này đi gạo và con dao. Người ta đi tìm cái cành cây đó. Chọn các cái cành nó sự đàn hồi của nó tốt thì nó sẽ uốn cong này, uốn cong càng tốt như này. Đây, uốn cong tốt thì nó sẽ ui quả thua. Cong tốt thì nó sẽ rất được. Thứ hai là cái dây này nó chặt đi. Ha ha ha.
đích là nó sẽ đi vào đây, một là nó mổ này, cái que bật ra là nó sẽ kéo nó lên, thứ hai là nó đi dẫm chân vào nó bới. Thì là hai cái tình huống như thế thì chúng ta sẽ bắt được con gà đấy bằng một cái bẫy cực kỳ đơn giản và những cái vật dụng thường xuyên như này. Thì nữa là sẽ ngồi đây là gì, à, sẽ xem là sẽ bẫy được bao nhiêu. Các bác xem ở trên kia như có một con gà rừng nhé. Tiếng nó gáy ở trên này rất là nhiều rồi. Đang ở trên đấy. Chốc nữa thì nó sẽ di chuyển xuống đây. Sẽ đặt nó, bẫy chúng ta đang ở đây. Cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Cho ít gạo vào như này. Khi con gà nó mổ vào hoặc là nó đi qua nó dẫm và nó sẽ giật nó lên. Vậy thôi, đơn giản thôi. Ta sẽ đợi một tí. Đây, toàn cảnh xung quanh đây các toàn rừng núi. Trên này thì đảm bảo là rất nhiều chòi lửa luôn. Vào khu rừng mưa. Trời xế chiều này thì tí nữa thì gà rừng sẽ về rất nhiều. Nó đã đứng ở kia xa xa cái quát nhìn nhá. Đấy. Gà rừng nghe tiếng gáy rồi. Chắc là tổ nó ở trên này thôi. Được các bác ơi. Vậy là đã 1 tiếng rồi. Hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Rồi ta đi kiểm tra xem bẫy. Rồi. À kia rồi. Bác. Đây rồi. Thế là đã dính. Dính rồi. Đây rồi. Dính rồi. Bắt luôn. Đây con gà rừng này các bác này. Tuyệt vời chưa. Đây. Thế là đã nảy nhá. Đây. À, con này không mổ mà nó bới. Chắc chắn có đàn gà ở trên này rồi. Hóa ra nó bới các bác ạ. Móc chân đi rồi. Đây rồi. Móc chân nhá. Đấy. Quá hiệu quả phải không các bác? Hôm nay là ngon rồi. Tuyệt vời rồi. Đã bẫy được rồi. Mày.